Lại tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay, một chiếc xe rất là đẹp vừa về cửa hàng xong. Một chiếc xe được mệnh danh là Lúc Gen. Rồi em lại nhầm rồi, không phải Lúc Gen đâu. Con này gọi là mệnh danh là Lixert Đài Loan. Nhập khẩu nguyên chiếc, được sản xuất năm 2011. Một mẫu Lúc Gen U7, máy 2.2 turbo, cực kỳ khỏe lành. Và dòng này là một dòng xe SUV gầm cao máy khỏe. Con này thì nó to hơn cả con Venza, to hơn cả con Fortuner các bác nhá. Tuy nhiên là được cái là dòng này đi rất là phê, 7 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao máy khỏe. Và chiếc xe thì tên tư nhân một chủ, bản xuất châu Âu. Nên là các bác nhìn này, hai cái đèn này nó lệch màu này. Đấy, tiêu chuẩn châu Âu ấy ạ. Và chiếc xe thì cảm biến xung quanh xe hiện đại, tích hợp rất nhiều chức năng an toàn. Cảm đèn LED này, đèn LED định vị này. Rồi đèn bi cầu pha halogen. Cảm biến chống gân lệch làn, cảm biến chống lật, hệ thống chống lật, chống rung. Và đặc biệt là dòng này thì đấy các bác nhìn này, nội thất da bò còn nguyên bản luôn. Nội thất ghế da bò còn zin nguyên bản đấy. Còn zin nhá, số tự động đấy, hiện đại tích hợp rất nhiều chức năng an toàn ở trên đây. Nhìn như là những cái mẫu xe 2021 luôn. Và chiếc xe hiện đại như thế này thôi, nhưng mà bên em mang bán với cái giá nó rẻ như vô cùng luôn ạ. Chỉ có hơn 300 triệu các bác đã có ngay được một chiếc xe Lúc Gen U7 2011. Với so với mức giá tầm tiền thì bên em bán rẻ hơn thị trường tầm khoảng 50 triệu. Còn so với về chất xe thì đảm bảo khẳng định với các bác là máy số còn zin, xe còn cứng và không có lỗi lầm, không đâm va tai nạn ngập nước. Và ra xe thì nói chung được trang bị cực kỳ hiện đại luôn nhá. Tí nữa ta sẽ đi vào các cái phần chi tiết hiện đại sau. Còn đâu về tổng thể xe thì các bác nhìn form, nói thật các bác riêng cái form này không chê được một câu nào luôn. Và bác nào thích ấy, các bác độ cái mặt ca lăng này, các bác độ mạ vàng cho em, đảm bảo là không có đối thủ về độ chất luôn. Về sơn xi tôn vỏ con này thì phun sơn toàn bộ xe là sơn zin của nó còn đến 80% nhá. Còn sơn đồng cản đằng trước đằng sau thì em không chấp nữa rồi, vì xe đi nhiều năm rồi. Tôn vỏ rất dày, con này thì không có bả tỉa mà tôn rất dày luôn nhá. Và về phần mặt ca lăng thì các bác nhìn ngay từ cái logo ạ, logo chữ L Lúc Gen, biểu tượng cho sự thịnh vượng. Và chiếc xe này thì nó cũng là một chiếc xe mà được mệnh danh là Lexus Đài Loan. Nhưng mà đặc biệt là con Lexus X350 ấy, thì em khẳng định với các bác là không hiện đại bằng con này luôn. Khẳng định luôn một điều đấy luôn. Vâng, tí ra xem chừng chi tiết thì các bác sẽ biết là nó như thế nào mà tại sao nó lại hiện đại như vậy. Với mặt ca lăng xịn sò, đấy, sơn xi tôn vỏ căng, đấy, mạ chrome của nó vẫn còn sáng bóng luôn này. Đèn bi cầu nhá, đèn bi pha halogen. Đấy, khả năng ánh sáng tốt, chiếu sáng xa. Và bầu đèn của xe thì căng sáng, không hề có ố mốc. Đấy, đèn cản dưới thì là đèn LED kết hợp với đèn bi gầm. Đấy, bi gầm được nâng lên cao để cả khả năng quan sát ánh sáng cho xe tốt hơn. Và đèn LED định vị xung quanh xe đây, các bác nhìn đồng cản xe này. Đấy, đồng cản xe đồng đều. Và đặc biệt là đây có cảm biến mé nhá, để tránh những trường hợp va chạm cho xe. Đấy, đây là một chiếc xe to cao hầm hố, nên là thực sự là cái trang bị cảm biến này rất là an toàn cho các bác luôn, yên tâm luôn. Đồng sơn cản đời này, đấy, đèn LED này kết hợp với đèn bi gầm. Và các bác có thể nhìn là cái dòng này thì form của nó thực sự là quá hầm hố luôn, với hệ thống dàn đèn cao cấp. Đấy, form xe đẹp. Và mặt cabo này gần nổi như là những mẫu thể thao form súp nhá. Con này thì đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 và xe thì lăn bánh được 19 vạn rồi. 19 vạn cũng là mức đi lại cũng tương đối là bình thường. Đấy, mỗi năm 2 vạn. Đấy, tôn vỏ rất dày và đây là sơn zin vẫn còn nguyên. Đấy, sơn má này, sơn cánh này. Và dòng này được cái tôn của nó dày lắm các bác, dày hơn những cái dòng của xe Nhật đấy ạ. Vâng, đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Đài Loan, tiêu chuẩn châu Âu. Đấy, các bác nhìn sơn tôn của nó còn đẹp căng như thế này mà. Thế còn lốp với chiếc xe này thì đều là sử dụng lốp 2019, lốp 235-55R18 nhá, với la răng là la răng 10 inch, phanh đĩa 4 bánh luôn. Đấy, ABS an toàn, chống rung, chống lật, có nguyên cả hệ thống chống lật. Riêng cái dòng này hệ thống chống lật nó là cao cấp rồi. Đấy, và cua lốp này các bác nhìn này, cua lốp này. Đấy, bỏ ra một cái số tiền 300 triệu chỉ ngang vào một chiếc Vios thôi, nhưng mà các bác đã có ngay ở một chiếc xe SUV gầm cao. Nếu mà các bác mua một chiếc Fortuner, kể cả là dòng xe máy xăng rẻ nhất thì nó cũng là rơi vào tầm 406, rơi vào tầm bản gầm cao 2011. Thế nhưng mà đây các bác chỉ bỏ ra 300 triệu các bác đã có ngay được một chiếc xe hiện đại vô đối luôn. Cam 360 độ nhá, cam 360 độ, gương chiếu hậu có sấy. Đấy, có sấy, có báo cảnh báo xe bên cạnh. Và đặc biệt là xi nhan tích hợp về các bác nhỉ. Đấy, bầu xi nhan rất đẹp luôn.
Đấy, tay nắm cửa mạ chrome, đấy, khóa khiển điện thông minh. Đấy, con này thì có khóa khiển rất là hiện đại. Đấy, trông như một cái ví. Đấy, mở này, mở ví này. Đấy, trông như một cái ví luôn các bác nhá. Nó sẽ có nút mở khóa, đóng khóa và mở cốp. Đấy, rất rõ ràng. Mở luôn cốp cho các bác xem này. Con này cốp là cốp mở điện nữa bác. Vâng, cốp mở điện thì hệ thống em đang mở rồi. Tí nữa sao sẽ mở cốp sau. Còn các bác có thể nhìn nội thất bên trong xe là nội thất ghế da bò. Da bò xịn sò. Đấy, ngon lành bổ rẻ luôn. Da bò nhá, ghế da bò còn nguyên bản luôn, chưa có độ gì cả, vẫn còn nguyên. Da bò màu đỏ rất là đẹp. Và lăn bánh 19 bạn mà da của nó còn căng như này mà. Đấy, nội thất ghế da bò này. Ba hàng ghế luôn các bác nhá. Còn con này là ghế chỉnh điện này. Ghế chỉnh điện có nhớ hai vị trí đầy đủ. Đấy, và có chế độ ngả tựa lưng đầy đủ. Đấy, da của nó sờ rất là mịn màng. Vô lăng củ số của xe thì vẫn còn tương đối theo thời gian, vẫn còn khá là ok. Đấy, có ga tự động cả đuôi control này, có phím điều khiển tích hợp trên màn hình ăn trên này. Thì con này lăn bánh là 19 vạn rồi, order 19 vạn rồi các bác nhá. Gương kính có, điều chỉnh điện cụp xe có cả. Đấy, không thiếu một cái gì. Nói chung là đủ full hiện đại cho các bác rồi. Đấy, về là các bác chỉ việc đi thôi. Và sàn của chiếc xe này sàn còn nguyên. Đấy, xe là không có lỗi. Đấy. Còn số khung số máy nó còn nguyên này. Đấy, đang các bác nhìn này. Đấy, sàn nó rất là đẹp nhá. Tất cả các phần sàn còn rất là đẹp, kể cả các cái ốc này nó còn nguyên, dấu chưa có ra này, dấu sơn còn nguyên này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Một chiếc xe cực kỳ cứng cáp luôn. Sơn xi tôn vỏ căng, xe cứng và không có lỗi. Đấy, tất cả các hệ thống của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Từ phần kính điện này, và con này là kính điện một chạm nhá, một chạm hoàn toàn. Đấy, một chạm hoàn toàn luôn. Đấy các bác ạ. Vâng. Một chạm hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Đấy, xe rất là ngon, tôn vỏ căng. Đấy, sơn xi tôn vỏ căng sáng luôn. Và tapi chỉ keo của nó còn ngon nguyên này. Các bác nhìn chỉ keo này. Đấy, bao đẹp cho các bác nhá. Đây là một mẫu xe form súp cực kỳ ngon. Đấy, tất cả các chức năng thì bình thường. Và dòng này thì nó gầm cao, kể cả ngồi ngay hàng ghế thứ hai đó, cảm giác nó rất là thoáng, chứ nó không như những cái dòng Fortuner. Ghế nó vẫn còn thấp, đây là ghế cao hẳn luôn. Sàn thì so với mặt đất nó cao đến gần 70 phân. Đấy, cái khả năng mà ngồi thoát nhìn gọi là ngồi vừa trên cao vừa thoáng đãng đấy ạ, rất là yên tâm cho các bác nhá. Và con này thì đây này, kể cả các cái ốc này nó còn chưa ra này. Chỉ keo thì em bao zin toàn tập rồi, nên là các bác không phải lo nhá, riêng chỉ keo em bao zin. Đấy, lốp đằng sau đây thì là cũng là lốp 2019 này, lốp 235-55R18, la răng xịn sò 10 chấu, phanh đĩa đằng sau. Và các bác nhìn cua lốp này, cua lốp của nó còn đẹp căng như thế này à. Chỉ có bụi bẩn đấy nhá. Con này hôm qua thì em vừa mới diễn từ trong Hải Dương về, đi công vụ mấy hôm nay. Và thực sự phải nói đây là một mẫu xe chất. Đấy, tôn này. Đấy, tôn vỏ căng, sơn còn nguyên. Đấy. Cốp mở điện ấy, thì mình sẽ phải bấm nút mở chờ này. Đấy, thì cốp mở điện đấy các bác nhá. Đấy, em mở chờ đấy ạ, là cốp mở điện. Đấy, và tôn vỏ. Nè, các bác nhìn đó, toàn bộ các cái này nó còn nguyên bản luôn. Đấy, cốp mở điện này. Hàng ghế thứ hai em úp xuống rồi, hàng ghế thứ ba, vâng, em úp xuống dưới này rồi. Thì cái chỗ này nó để sàn để đồ cũng rất là rộng cho các bác. Còn nếu các bác thích thì các bác có thể lột cái này lên. Các bác cầm một kéo, ui rồi, nặng phết. Đây, đầu tiên là phải kéo cái này. Đấy, xong mới kéo cái đấy. Đấy, hai đây là em đang có một tay. Còn đâu hai tay thì đây, em sẽ chống cái này xuống. Đấy, hai tay đây. Đấy, thì mình mở như thế này là cái hàng ghế đằng sau đây nhá. Nó còn rất là rộng rãi luôn. Đấy, tiện lợi luôn. Nói chung là đây là một mẫu xe SUV gầm cao. Đấy, form súp đi cực phê. Đấy, hệ thống đằng sau thì nói chung là loa nước các thứ hai bên. Và đây các bác nhìn này. Đấy, đồ nghề kích lốp mở của nó, nói là các bác chứ bảo nó nhìn như mới luôn. Nó còn nguyên cả cái hộp này luôn này. Vâng. Đấy, còn nguyên nhá, cái này nó còn chưa thèm ra mở luôn. Kể cả cái móc tời này. Nếu mà một chiếc xe mà hay hỏng ấy thì cái móc tời này phải dùng, nhưng mà đây nó còn bóng như mới luôn này. Đấy, chưa động chạm nhá, móc tời chưa động chạm luôn. Đấy, kể cả các cái ốc này này. Đấy, các bác nhìn này, lòng nó còn đẹp như này mà. Xe là chưa ra ốc luôn. Và lốp là còn sơ cua, còn chưa hạ cơ. Vâng, một mẫu xe phải nói là đẹp, cứng. Và con này thì giá nó mềm. Vâng, nói chung là mềm. Mềm rời rượi luôn. Đấy, học đồ tiện lợi để đầy đồ, thoải mái luôn, vất cái gì cũng được. Đấy, và sơn sườn tôn vỏ đằng sau này. Các bác nhìn các cái con ốc này, hay là phần trên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn này, đồng đều luôn, không có lỗi lầm. Xe thì đẹp và cứng cáp, bao zin cho các bác toàn tập nhá. Đấy, cốp mở điện hiện đại luôn. Đấy, em hạ xuống rồi. Đấy, cốp điện mở rất là nhẹ nhàng và tiện lợi luôn. Có hơn 300 triệu các bác ạ, rẻ như cho luôn. Vâng. Hệ thống đèn sau này, các bác nhìn này.
pha là lét này, lét hậu này, đấy, lét hậu này, rồi lét bên, lét xi nhan đầy đủ luôn, đấy, đèn đóm ở xe thì không có rạn nứt này, không ố mốc này, đấy, còn nguyên nhá, logo tem U7 2.2 turbo, đấy, con này là máy turbo, turbo là như máy xăng đấy ạ. Vâng, nó sử dụng động cơ máy tuabin nén khí cấp khí hồi lại, thế nên là đâm ra là cái khả năng làm việc của xe rất là tốt. Đấy, nó ép khí vào nên là triệt tiêu được nhiên liệu rất là tốt, nên là ăn xăng rất là ít. Đó, cái dòng này nói 2.2 thôi nhưng mức tiêu thụ nó chỉ khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây thôi ạ. Vâng, chứ như Innova này máy 2.0 đã mất 8 lít rồi, nhưng mà cái dòng này là 2.2, lại máy turbo nên là ăn rất ít. Đấy, tôn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn đấy ạ. Vâng, tôn dày, cứng cáp luôn. Đấy, và kể cả cái phần này này, đây các bác nhìn này, 30 phân chứ không phải là cánh ạ, bề dày cánh 30 phân. Này, ốc chưa ra này, cứ bảo làm sao mà cái dòng này nó đi nó đầm. Vâng, và bề dày cánh như vậy nên khả năng cách âm chống ồn của nó cực tốt luôn. Đấy, các bác nhìn ạ, tappy này, keo chỉ đẹp luôn này. Đấy, và cái hàng ghế này này, ghế chỉnh điện nhá, nhưng mà không có nhớ. Đấy, ghế đẹp luôn, căng sáng luôn. Đấy, ghế rất là đẹp, da mịn xịn xịn xò. Đấy, à đây, tem số số khung này, số khung rõ ràng ở dưới này luôn. Đấy, tem nhãn đầy đủ. Vâng, và đây là một chiếc xe mà giá rẻ các bạn ạ, form súp gầm cao nhưng giá rẻ. Đấy, cam 360 độ này, xi nhan tích hợp đầy đủ. Đấy, không thiếu một cái gì. Kính zin nhá, con này kính zin toàn bộ luôn. Đấy, kính bao zin toàn bộ cho các bác. Và bây giờ ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe đây để các bác cùng nghe tiếng máy. Trước khi nghe tiếng máy thì ta sẽ cùng xem phần gầm. À, phần gầm đây này. Đấy, các bác nhìn gầm ấy ạ, gầm nó rất là đẹp, sáng luôn, không lỗi. Đấy, gầm sáng đẹp không lỗi luôn nhá. Đấy, và ngồi xong cái xe này thì cảm giác lái rất là thoải mái. Đấy, em đè này lỗ này. Đấy, lên luôn, vòng tua thấp chỉ có 800 vòng phút thôi. Và con này thì nó rất là hiện đại, được tích hợp rất nhiều chức năng. Đây, kể cả cái màn hình này này, có tích hợp cam lùi này. Đấy, cam lùi đây, có cam 360 độ cho các bác luôn, màn hình cảm ứng. Đấy, có định vị này, nói chung là nhiều chức năng. Cái này thì các bác có thể về tham khảo thêm nhá. Điều hòa auto chỉ bằng một nút bấm thôi, mát lạnh cuộc đời luôn. Đấy, con này thì rất là mát. Đấy, cảm biến này rất nhiều nhá các bác nhá, ví dụ là đèn pha auto này, rồi căn lệch làn này, cảm biến va chạm xung quanh xe này, định vị ban đêm này, rồi mở cốp điện đằng sau. Đấy, đấy, ấn cái mở cốp điện luôn. À, đằng sau này. Đấy, vâng. À, và đặc biệt là con này có đến 10 cái túi khí luôn nhá. À, túi khí đây là túi khí dọc cột xung quanh và túi khí ở ghế luôn. Đấy, không thiếu cái gì. Cửa sổ trời này. Đấy, trần nỉ của con này thì quá đẹp rồi, đúng là thực sự là hiếm có khó gặp luôn. Trần nỉ gần như là mới. Và đèn đèn led luôn nhá, đèn led công nghệ mới luôn. Đấy, máy ngon gầm chắc, xe rất là cứng. Và bây giờ người ta sẽ cùng ra khoang máy đi. Một chiếc xe form súp gầm cao, giá rẻ. Vâng, bên em thì chiếc xe như thế này bên em đang bán được cái giá chỉ 300 thôi. Hơn 300 triệu các bác đã có ngay được chiếc xe Lookgen U7 rồi. Đấy, máy rất là ngon êm nhá, động cơ máy turbo. À các bác ơi, con này là máy zin nhá, máy còn zin nguyên. Đấy, máy còn zin nguyên đây kìa. Đấy, nó không, nó khô ráo sạch sẽ, máy zin, xe cứng luôn và không có lỗi nhá. Đây là các bác nào mà thích thì các bác là qua xem xe trực tiếp và lái thử để trải nghiệm luôn. Ở đây kể cả các cái phần đầu đèn này, đây các bác nhìn này, nó còn nguyên bản luôn, không có độ gì cả. Đấy, ốc này còn chưa ra này, chỉ keo bao zin cho các bác luôn này. Đấy, chỉ keo bao đẹp nhá, kể cả tai đèn bên này thế này. Đấy, xe còn nguyên bản, một chiếc xe nguyên bản như thế này mà giá tiền nó cũng rất là mềm. Đấy, thế là tội gì các bác phải đi xe gầm thấp làm gì, cứ xe này mà diễn. Còn đồ nghề thay thế sửa chữa thì xe này rất là đơn giản và dễ dàng nhá, nó không bị thiếu đâu. Các bác có rất nhiều gara hãng và đồ nghề thay thế thì rất là nói chung là cung cấp phụ tùng lúc nào cũng có. Thế này là các bác yên tâm nhá, và có nguyên cả cái hội Lookgen đấy. Và nếu mà các bác ở trên hội Lookgen thì các bác biết là giá của chiếc xe này em rẻ hơn 50 triệu so với giá cùng xe cùng đời luôn. Thế nên là bác nào thích chiếc xe này thì qua cửa hàng em xem xe trực tiếp và có thể là lái trải nghiệm luôn. Đấy, một chiếc xe gầm cao máy khỏe 7 chỗ ngồi rộng rãi tiện lợi mà giá thì rẻ vô cùng luôn. Lookgen RX350, vâng, Đài Loan mà giá thì chỉ có hơn 300 triệu, rẻ như cho. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nhớ đừng bỏ qua mẫu xe tuyệt vời này. Vâng, em thì chuyên bán những cái dòng xe lằng nhằng khủng khoảng.
Thế nên là những cái xe như thế này bên em là cứ xe ngon xe bổ em diễn, chứ còn xe thì nó nhiều lắm các bác. Nhưng mà để mua được một chiếc xe cứng cho các bác á là cũng rất khó khăn, nên là nói chung là em là cứ xe cứng em chơi thôi. Ok các bác nhá, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Đấy, xe nó hiện đại này mà còn thiếu cái gì nữa các bác tự nghiên cứu nhá.